nghỉ 50 phút nha. Hai bà qua gọi điện thoại cho tôi nha. Rồi rồi, nhớ qua nha hai bà. Rồi ok ok. Đố các bạn biết hai nhân vật đặc biệt của tập ngày hôm nay sẽ là ai? Bật mí cho các bạn nha. Các bạn rất thích hai người này đó. Ok, cùng nhau đón chờ khách mời nha. Hey, trời ơi, mưa to quá, đi vô vô nha. Ok, vô vô. Lê, ướt đồ, ướt đồ, ướt đồ. Ôi, nhà đẹp vậy. Đẹp không? Không phải nhà tôi. Nhưng mà Tùng đâu? Tùng hả? Thôi. Đâu đâu gì Tùng gì đâu. Đâu, trống rồi. Đâu đâu gì Tùng gì đâu. Đâu, trống rồi. Nè, Tùng nè, Tùng nè. Ừ, sao đây Tùng? Ủa gì vậy? Hello mọi người đi con. Hello mọi người đi con. Bỏ đi. Không nói chứ nãy giờ là nhà phụ Tùng chuẩn bị món quà có đụng cho đàn kiểu mất công quá, món quà đó nó nặng quá xong rồi Tùng nó mệt á, nó xong rồi nó cũng bận việc cái nó ở nhà rồi, nhưng mà nó có cho trực thăng gửi quà vô đó thì lên nhà cái là thấy món quà liền. Nhưng mà sao kiểu mời qua chơi không qua chơi mà chuẩn bị quà đó thôi ở nhà luôn. Thôi xíu đi biết, nhưng mà nói chung là có những cái tâm tư điên không có giải bày được lúc nãy. Vậy hả, thôi đi lên. Đi đi đi. Ê ê, xin cái đàn được không? Thôi, cho lỡ cái gì đó về nhà chứ. Đi, 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 cho xin nhóc. Cái gì? Nãy hả? Thôi ẩm về đi, cho. Ẩm nó về giùm mi. Ê, hốc nha, thấy nó nặng hơn tôi luôn á. Ê, hốc nha, thấy nó nặng hơn tôi luôn á. Cái này phải ngang ngửa Tùng luôn á. Tào lao, mày 60kg à. Mày 60kg à. Tao thấy mày tao tức á, chưa bao giờ mà tao tức vậy á. Vậy là... Đúng không con? Ôi, lên đi, lên đi, lên đi. Ê, cho qua cái anh bạn ơi. Anh bạn giữ cửa không cho qua lên, cho lên em con, nhanh lên nào, cho qua cái đi, không cho lên thì sửa, cho qua cái đi. Thôi Fanta xin xin luôn à, cho qua cái đi, cho qua nha, nó chạy rồi đó, cho qua nha, cho qua cái đi thôi. Ê, 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 ê. Oh my god, không cho đi rồi, cho qua cái nha, rồi chưa đi, đâu đi đâu nữa đó, gì vô nhà mà chó tụi. Ủa? 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 Wow! Cái gì vậy? Cái gì vậy? Giờ đang suy nghĩ coi mình nói sao cho nó hợp lý nè. Tại vì đáng lẽ là ngày hôm nay á là đi chung với Tùng nữa. Nhưng mà Tùng nó có việc cho nên nó gửi trước cái hộp quà này qua. Là tặng người riêng cho Hương. Là tặng người riêng cho Hương. Ghê không? Ghê không? Ghê! Ông bà bự thế. Mặc phân cái dưới gối thì nhìn sến quá vậy. Mặc phân cái dưới gối thì nhìn sến quá vậy. Tình cảm của người ta mà cái... Ào à. Cái này là tôi nói trước là nó dễ vỡ lắm nha. Vậy hả? Tàn vỡ lắm á. À, nhưng mà để tối mở đâu. Sao vậy? Bây giờ bắt quay rồi, tối mở đi. Tối mở hả? Ừ. Thôi vì vậy quan trọng lắm á. Biết đâu là hả? Ủa ai gõ cửa vậy? Từ từ. Ai gõ cửa vậy ta? Có ai đâu? Có ma hả? Có ma hả? Chết cha. Tâm Linh hả? Sợ lấy rồi kìa. Người giống đó. À, tao biết rồi. Cho mày làm con chó luôn. Đúng rồi. Cho mày làm con chó luôn. Đúng rồi. Đúng rồi, nhiều khi là tặng con chó trong đó đúng rồi. Ê, ê con chó ơi. Chó. Ê. 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 Chó thiệt kìa. Thôi cô đi, cô đi. Để lên nó bị ngạt thở. Rồi, mở 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 mở. Ê, nhưng nó có cắn không? Hả? Không sao, con này hiền lắm, nó chỉ bị dại thôi à. Ừ, nói. Thấy chưa? Nó chỉ dại thôi, sao đâu. Sợ quá hả? À. Rồi, cuối đi. 2, 3, cuối. Ta-da. Ủa? 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 Là con chó nè. Là con chó nè. Là ở trong đó từ sáng tới giờ luôn đúng hả? Rồi. Trời ơi. Mà nó tính là chặt cái từng tay từng chân ra bỏ vô nhưng mà không ráp lại được, không ráp lại được. Không ráp được, không ráp được. Mặt khờ luôn rồi. Wow. Mặt khờ luôn rồi. Rồi còn bó hoa này trao tặng đây, đây, đi đây, đây, đó. Ngại quá. Wow, trời ơi. Cảm động quá, cảm động quá. Cảm động quá, cảm động quá. Thôi cảm ơn Tùng nha, thôi bây giờ mình ngồi vô bàn đi. Ok, mình vô bàn đi, ok. Vô bàn nha. À, bây giờ thì trước khi đến với tiết mục ăn uống ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tự giới thiệu về bản thân nha. Mặc dù thì chắc ai coi cũng biết rồi, nhưng mà giới thiệu lại đi. Mình giới thiệu trước đi. Mình trước đi.
nói. Kính lỡ rất khổ. Anh mắc cỡ. Ngại. Ngại. Ờ, xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tomaru. Hiện tại thì hiện tại thì gì đó? Hả? Hiện tại thì mình đang ở nhà Lan Hương. Ủa? Hiện tại công việc của bạn hiện tại thì mình đang đi quay ở nhà chị Lan Hương. Đi đường có nói bậy, tội nghiệp tôi bà ơi. Đi đường có nói bậy, tội nghiệp tôi bà ơi. Rồi công việc của bạn là gì? Các kiểu nè. Công việc của mình hiện tại thì mình đang làm một nghệ sĩ. Nghệ sĩ giải trí. Một nghệ sĩ giải trí, một ca nhạc sĩ. Đó, thì đó là công việc hiện tại của mình. Chiều cao cân nặng đồ nè. Ờ, chiều cao thì mình cao 1m74 đó. Còn cân nặng thì mình xin mình giữ lại. Mình giữ lại. Cho nên mình biết. Còn xin chào tất cả mọi người, mình là Cody. Hay là Cody Nam Võ. Lập 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 la gì đó, thường thường la gọi gì cũng được. Mình là Dream Unify. Mình giống Tùng luôn, mình là nghệ sĩ giải trí. Sở thích của anh em mình là gì ta? Viết nhạc, sáng tác và đó. Ví dụ như Lan Hương có cần bài thì tụi mình cũng bán cho. Tôi giá tốt không? Tôi giá tốt không? Giá mềm. Thôi free luôn đi chứ. Free chắc mỗi tuần thôi chứ sao tôi à. Nam là giá mềm thôi, em là nhỏ nhẹ. Thì các bạn khán giả của chương trình có gửi những cái câu hỏi rất là dễ thương đến cho Tùng với lại Cody. Có thiệt là dễ thương không? Không biết nữa. Dễ thương hay tùy người? Dễ thương hay tùy người? Okay. Rồi, câu hỏi đầu tiên của các bạn là không biết là Cody và Tùng ở chung nhà hồi trước đúng không? Hồi trước ở chung nhà đúng không? Thì có bao giờ có mâu thuẫn gì không? Cái đó khó trả lời quá, hỏi khi nào có lành lặn không? Hỏi khi nào có lành lặn không? Thì cái câu hỏi đó mới tìm hơi khó tìm. Chứ mâu thuẫn là dường như là mỗi ngày. Vì giờ giấc sinh hoạt thôi là anh em có khác nhau rồi. Đúng rồi. Và nhà mình cũng hay, mình hay bị mất đồ ăn lắm. Mình hay mất đồ ăn hay nước uống cái thứ. Và nhận được những cái lúc mất đồ ăn xong nhận được những lời hứa có nghĩa là em mua lại cho. Nhưng mà sau đó là sau 5 năm thì tới bây giờ thì mua luôn à. Hiểu. Mâu thuẫn rất nhiều. Hiểu tại sao mình mập chưa? Hiểu xong đớp nhắc chưa? À giờ tôi mới hiểu luôn á. Có cái gì mà mâu thuẫn căng thẳng kiểu cao trào không hay là nó cứ vậy thôi? Cao trào có không? Có. Cái cao trào có nghĩa là không có tới mức mà kiểu như mà uýnh lộn hay là kiểu chửi gì đó ghê gớm quá. Nhưng vấn đề là kiểu cũng có kiểu cay không? Em cay xong rồi kiểu mấy lúc mà kiểu dọn nhà, dọn ra xong rửa chén, rửa chung đi kia. Mấy cái đó nhiều nhất. Kiểu anh em kiểu con trai ở chung nhau mà em làm biết, anh em làm biết. Xong rồi phân chia nhiệm vụ ra kiểu là, này bận kia xong rồi kiểu là làm. Kiểu là Tùng xong em dọn cái này, em dọn anh cũng có dọn cái kia đâu. Kiểu hai đổ lỗi nhau. Kiểu hai chở châu ghi lộn mà. Chở châu ghi không sao đâu mọi người. Ba thằng quá. Tật xấu của Tùng với Cody thì ở chung nhà là gì? Nhiều quá rồi. Có một cái tật xấu của Cody mà bây giờ nó cũng thành tật xấu của mình luôn rồi. Bừa. Có nghĩa là từ hồi nhỏ lớn á, cái lúc mà Tùng ở gia đình á, là tại vì gia đình toàn là phụ nữ mà nên là rất là kỳ mà kiểu quanh quần áo rồi nọ kiểu lung tung á. Xong cái lúc mà mình ở cô đi á là kiểu một bầu trời mới á. Kiểu cái gì nó nằm đâu nhìn cũng hợp lý á. Nó sẽ gọn gàng theo cách của mình đúng không? Ê, nhưng mà không, cái đó công nhận nha, thiệt. Giống như kiểu mình cứ bày mình quăng á mình kiếm được, chứ nhiều khi người ta thấp gọn gàng quá kiếm không ra. Này quăng mà kiếm không được. Ví dụ quăng mà kiếm không được mới nhớ. Có nghĩa là hồi đó tại vì ở chung là ba anh em thì kiểu quần áo thì nam bừa mà cho nên hay quăng lung tung á, quăng áo một chỗ xong rồi giày dép mọi thứ một chỗ, giày dép là cái khó tìm nhất, vớ xong rồi có những hôm là kiểu vào vớ Tùng. Ở phòng Tùng thấy cái áo của mình nằm trong tủ Tùng kêu đó là áo của Tùng. Nó xảy ra những cái hậu quả rất là nghiêm trọng cho nên mình nghĩ là cái đó là anh em trải qua nhiều lắm. Cho nên mình nghĩ là các bạn hãy rút kinh nghiệm đừng như tụi mình nhé. Có gì vậy? Anh em yêu xa thôi. Không, đừng có rồi. Tới là tới giờ cũng vậy luôn. Hôm bữa em ra phòng khách á, em thấy sao mặc cái quần của em xong kìa, cái quần em quen sơn.
Xong cái Sơn chỉ là em nhìn cái áo. Sao em nhìn lại mặc áo của Sơn? Ê, vậy ba người mua một lần đồ thôi, rồi mặc chung luôn đi. Cũng tính vậy đó, nhưng mà tại vì thằng mặc nó ốp cho nên là khó. Không phải là nữa. Nó chỉ nhầm những cái vật phẩm mà nó như là kiểu nó nhỏ nhặt như là cái quần sọt này kia rồi đó. Mấy cái đó anh em mặc chung được, tại vì mấy cái đó nó quần thun. Áo kỷ niệm vui khi hai người ở chung với nhau. Kỷ niệm vui mà ở chung đa phần mấy lúc xỉn á. Vậy hả? Bởi vì anh quên hết trơn, tại xỉn mới nhớ gì đâu. Để rồi anh ráng nhớ cái phút nào vui mà phải tỉnh táo rồi. Trong điện thoại vẫn còn về bữa mình có kiểu như nhìn lại có một đêm dành một đêm ra xem lại clip mà kiểu Unify thì trước tới giờ trông như nào á. Xong xem điện thoại thì thấy mấy cái clip mà kiểu ba anh em cái hôm đó thì ba anh em mua đồ soju về uống nhậu xong rồi tự nhiên cái đánh cái đàn hát có cái clip luôn nè. Để coi. Muốn coi không? Có. Đây. Mọi người rất là muốn coi đúng không? Kiểu mấy anh em sẽ kiểu gom hết mấy quần áo ở trong phòng cởi chân xong rồi lòi muối rồi nè. Xong dắt cái độ dày vào quần kiểu vậy đó. Xong đội nón. Xong anh em hát xịn cùng ly. Tụi mình khùng lắm mọi người. Ở đây đây Tùng nè, có Tùng vô nè, Tùng đi đâu về xong rồi tôi bu vô hát luôn. Tùng đi đâu về xong bu vô hát luôn. Nghĩ được. Đó kiểu vậy đó. Ok. Kiểu suy nghĩ cảm giác mình nghĩ một câu là lúc nghèo lúc anh em vui nhất. Giờ giàu rồi, giờ có giàu đâu. Giờ tính là có giàu. Bây giờ đỡ hơn. Bây giờ lúc đó chút xíu. Chắc đỡ hơn không? Nó đỡ hơn về một vài chuyện nhưng mà nó tổn thương về tâm lý cũng khá nhiều. Nói chung là cái gì cũng có cái giá của nó, cái đó là phải thứ phải trả. Ok. Ở thử thách này thì sẽ có những câu hỏi, nếu mà Hương thấy đúng dai hơn thì Hương sẽ đập vô đầu người đó. Thì người nào mà được đúng nhiều hơn thì người đó sẽ không bị phạt, còn người nào đúng ít hơn thì người đó sẽ bị phạt. Nói chung là hai thằng ngồi ở đây là chỉ ngồi nghe đợi nhận kết quả thôi chứ con không phải làm gì đúng không? Ủa, tao có điều chi vậy? Không sao đâu, cũng quen rồi. Không, nhưng mà tôi thấy ai dễ thương hơn thì tôi sẽ không đập vô đầu người đó. Chăm trước đúng không? Đúng. Ai là người ăn nhiều hơn? Há cái gì? Nói chung là... Đó, khỏi nói luôn. Khỏi nói chứ. Ai là người vô tri hơn? Thôi, cái này cầm nha. Không biết Hương suy nghĩ sao mày. Ai là người mẫu lý tưởng của Hương? Gần với mẫu lý tưởng hả? Anh em đánh không khí được không? Hoàng chơi bóng đi. Sao? Ở giữa hả? Là mấy thằng kiểu không? Mấy thằng giống miếng mà miếng cái này dập hai cũng được. Giống miếng mà miếng cái này dập hai cũng được. Đó. Cả hai luôn. Ai cũng là gu em hết á. Ai cũng là gu em hết á. Ai là người có mỏ hổn hơn? Tôi nghĩ tôi biết ai rồi. Rồi đó. Chưa. Tính bí mật. Thế thì đau lòng tội nghiệp bạn quá. Tổn thương quá. Biết ai rồi, tôi biết ai rồi. Ai là người đẹp trai hơn? Khó quá, ý là ai cũng đẹp hết trơn á. Ai là người báo hơn? Ai hay làm hung giận hơn? Chưa luôn. Em ơi, chưa có ai làm hung giận. Chưa luôn. Khó ta. Thế là Hương chưa bao giờ thấy hung giận luôn á mọi người. Thôi hai người luôn đi. Ai thường hay chọc Hương cười hơn? Có ai chọc thích cười? Có ai chọc thích cười? Tiền tôi tự cười không hả? Không, tự biết được. Ở đây tôi biết ai chọc thích cười hơn nha. Tôi thấy là cười tỉnh tiểm luôn á. Chuyện sâu có nghĩa là hả, khoát tay đồ dựa là cười đồ ghê lắm nha. Nói chung là hạnh phúc lắm nha. Ai vậy? Diễn tả sao không biết ai luôn á. Mấy bạn coi đây thì mấy bạn đã từng coi show mấy bạn biết chứ tôi không có nói Tùng đâu. Xin lỗi. Ok, chọn Tùng luôn. Em thì nếu chọn một trong hai để quay clip TikTok thì Hương sẽ chọn ai?
và chọn cả hai. Đúng. Tổng kết sẽ là anh Tùng sẽ được 8 câu. Anh Tùng 8 câu và cô Điền được 5 câu thì là anh cô Điền bị phạt. Hả? Hả? Ủa? Ủa? Tưởng tưởng người đứng người chọn hơn. Chọn ít hơn, ít hơn bị phạt. Ít hơn phải là người chiến thắng với ta. Đúng. Tại vì hỏi những câu hỏi tồi tệ kiểu như là ăn nhiều hơn hay là ủa? Thì người ta đã bị bêu xấu rồi. Thì mình chịu phạt đi. Đây là đặc trưng của bạn đến thăm nhà. Không, mình nên đổi lại thằng bạn tính ăn hầm nha. Mình nên đổi lại thằng bạn tính ăn hầm nha. Bạn tính ăn hầm. Dạ rồi, không, người chiến thắng cũng giống bị phạt luôn đó. Ý là người chiến thắng sẽ hát một bài hát dân ca. Và là người thua thì sẽ nhảy sexy trên nền nhạc đó. Bạn tính ăn hầm thì coi. Mẹ không hay là bạn tới chơi nhà đâu nha mọi người. Tình em như nước có sông dài. Sông dài. Cây nhớ về cho cây trái chùa bông. Tình anh, tình anh, tình anh như lúa trên đồng. Ok, thôi vậy thôi đưa anh nha. Ok, ok. Tụi nó còn không nhớ đoạn sau đâu. Chắc thuộc được một câu đó. Ê, nhưng mà qua ăn hành nhiều quá nhà đó bụng nha. Có gì ăn không? Nhớ là mời qua ăn mà. Ừ, bạn tới chơi nhà mà sao bạn tới ăn hành không mà ăn gì đâu. Ăn hành no rồi đó, ăn gì nữa. Đói. Ôi. Tôi nghe nói bà giảm cân mà. Hả? Giảm tới giờ ăn chứ. Ừ, tới giờ ăn là phải ăn. Ok, vậy thôi, bây giờ mấy bà muốn ăn thì mấy bà phải, người ta kêu là có gì có thực mới giật được đào. À không, kiểu muốn ăn thì phải... Lăn vào bếp hả? Đúng rồi. Ê Tùng lăn đi. Tới lúc rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Vậy ai chơi? Miu có chơi không? Thì theo vòng, mỗi người phải một lần vậy đó. Rồi đưa cái phải không? Ừ. Bà trước đi. Okay. Nhường hai bà trước đó. Cố tình đúng không? Không có. Đúng cố tình luôn á. Không có. Chọn câu hỏi đi. Okay. Thấp thì chắc là khó lắm, mình sợ lắm. Câu hỏi là gì đây? Bạn thường làm gì để vực dậy tinh thần sau một giai đoạn khó khăn? Làm gì ta? Nói chung là thì mình đứng dậy thôi. Đứng dậy hả? Ừ. Khó khăn nó chỉ là một cái giai đoạn thôi. Kiểu cuộc đời của mình nó có rất là nhiều giai đoạn. Nên là khi nào mà mình khó khăn thì mình phải nghĩ tới là mình vẫn còn rất là nhiều cái phía trước. Để mà mình phải đứng lên, mình đi tiếp. Tại vì hồi xưa có một cái lần Hương bị kiểu một cái tai nạn. Xong Hương phải đi vào bệnh viện. Và phải vào cái phòng kiểu ICU á, là cái phòng kiểu hồi sức cấp cứu mà dành cho những cái người mà họ sẽ bị bệnh mà họ kiểu họ sắp chết luôn á. Là những người già phải thở ống hoặc là ăn bằng nội khí quản đồ, nói chung là người ta sắp chết rồi á, thì mình nằm gần những người đó, mình có một cái cảm giác là mình giống như là mình cảm nhận được là xung quanh mình là đều là cái chết hết á. Thì mình cảm thấy là cái cuộc sống này rất là ý nghĩa luôn. Có nghĩa là dù có chuyện gì đi chăng nữa, hôm nay mình còn được sống thì mình phải cố gắng lên. Mình phải cố gắng lên, mình đừng bao giờ mà mình suy nghĩ tới những cái chuyện tiêu cực. Có nghĩa là những cái người họ nằm ở đó họ rất là muốn sống nhưng mà không thể nào làm được nữa. Cho nên là mình chỉ có một cuộc đời, mình phải cố gắng lên. Thì đó, Hương cứ nó là một cái động lực để khi nào mà có khó khăn gì là mình luôn luôn nhớ tới cái đó để mà mình cố gắng mình bước tiếp. Okay. Vậy thôi, vậy bỏ ra. Ủa? À, biên tập, xin mời biên tập. Hai ba. Bây giờ xoay hai lần mà không được, lần thứ ba là phải tự trả lời nha. Rồi đó, thấy chưa? Này là định mệnh rồi, baby à. À không, đây thử thách đây. Ừ, em bất ai quá rồi. Thử thách hôn bảy người khác giới một cái. Sợ quá, tự nhiên Tùng thử thách mà mình ngồi đây mình cũng rung ngang á. Cái gì à? Cái gì vậy? Chọn một người để buộc tóc cho mình và để đến cuối chương trình. Ok. Tóc này còn buộc được không? Tôi thấy nó cũng khô sơ lắm rồi đó. Xong thì họ rớt luôn. Buộc cái chuối giờ nó rớt luôn. Nó rớt một mảng ra. Chọn ai? Chị Hương đi. Ok. Để em tự đi đấy. Thung hả? Bây giờ mình sẽ make up cho bạn Tùng nha. Buộc tóc. Buộc tóc.
Dễ thương quá à bà ơi. Dễ thương quá à bà ơi. Thôi mình buộc một hai chùm mới được. Không, tôi kẹp cho thôi, tôi không có buộc. Okay. Hư tóc bà đó. Cái ngày hôm nay đứa này để ăn hành hợp ít là đúng hơn đó nha. Đâu. Nghĩa là sau hôm nay vừa Tùng sang con làm thôi nha Hương, nó làm giờ chơi kiểu làm búp bê đúng không? Nhưng mà giống búp bê thiệt á. Nhưng mà giống búp bê thiệt á. Còn trang điểm nữa nè. Còn trang điểm nữa nè. Sao mà hồi thay có bộ váy nữa là hết bài luôn. Có cái áo Barbie nữa nè. Barbie màu hồng nữa. Tệ quá, tệ quá. Đố Hương có lần thứ hai đủ mọi người qua chơi được luôn. Đố Hương có lần thứ hai đủ mọi người qua chơi được luôn. Ông bạn sao? Đến chơi nhà phiên bản mơ ngoặt một lần duy nhất. Rồi. Đẹp gái. Ê, cái màu hồng mà nó bị gãy à. À, đi có một cái màu hồng nè. Thêm cái màu hồng nữa cho nó dễ thương. Rồi, dễ thương quá à. Rồi, xe đi. Nhìn bất lực quá. Được lần chọn câu hỏi rồi nè, có muốn chờ câu hỏi không? Câu hỏi. Ừ. Tôi sợ mấy cái thử thách ở đây quá à. Nè. Sợ quá à, câu hỏi mới sợ á. Món quà ý nghĩa gần đây nhất bạn nhận được là gì? Là gì? Thì ra nếu mà nó ý nghĩa nhất gần đây nhận được thì là một cái tai nghe. À. Ừ. Nó ý nghĩa là tại vì cái tai nghe này em sử dụng cho rất là nhiều mục đích khác nhau. Ừ. Là tại vì hồi trước á em đi chạy bộ mà em không nghe nhạc em sẽ không chạy bộ được. Ừ. Là tự nhiên nghe nhạc là có nhiều cái chân nó không hoạt động đúng không? Bộ não nó không cái chân là không nhiều hoạt động. Không nghe nhạc thì sẽ không muốn chạy lâu. À ok ok. Bất hồn tự nhiên nghe không nghe có nhạc. Nghĩa là, có nghĩa là nếu mà mình đi chạy bộ mình không nghe nhạc á mình chạy được tầm 15 phút là kiểu như là năng lượng tinh thần của mình nó bị kiệt quệ hết. Quệ hết. Còn nếu mà mình nghe nhạc thì mình có thể kéo cái buổi chạy lên tầm 45 phút một tiếng. Thì khi mà em được nhận cái tai nghe này á thì nói chung nó cũng giúp đỡ em rất là nhiều trong nhiều công việc khác nhau, vừa làm nhạc vừa chạy bộ vừa nọ. Nhưng nó có nhiều ý nghĩa đó. Đúng rồi, nó nhiều ý nghĩa. Đối với em là cái món quà nào mà em sử dụng được cho nó nhiều mục đích á thì đối với em nó có ý nghĩa thiệt. Ok ok, hợp lý. Chưa. Từ trúng cái tủ mà. Trúng cái tủ. Thiệt, trúng cái tủ. Lại đi, em phải mua xác cô đì thôi, nãy giờ cô đì chưa bị nha. Ủa? Một lần nữa là nghe, một lần cuối đó nghe, tôi không biết đâu. Bây giờ không được thì cũng mình thôi mà. Thôi mình thay mạnh đi. Ừ đó, số phận. Ủa? Là số phận này. Ý trời. Mày kiếm chuyện cái tao hả? Mày kiếm chuyện cái tao hả? Vậy là thử thách đúng không? SOS. Trùng quá. Đó, sexy. Ủa, vẽ cho mình hả? Tưởng vẽ cho người ta làm cười. Chọn một người để vẽ nốt ruồi cho mình và để đến cuối chương trình. Tôi vẽ. Ừ, tại vì nãy mới hành hạ Tùng rồi, cho giờ cho Tùng vẽ. Ê, chấm từ khoan, để Google cái đã. Vị trí nút ruồi phong thủy. Vị trí nút ruồi phong thủy. Con chấm ở đầu có người yêu. Con chấm ở đầu có người yêu. Cô đàn cô đi kêu vẽ thêm xà lông tài. À, mày tính vẽ cái cục dây chó ngự hả? Thôi Tùng chấm đại đi. Trời. Rồi. Ê, ok cho mọi người. Trời, hai đứa này tức quá, kiểu làm đẹp cho nhau không à. Dễ thương quá à. Ok. Vị trí nút ruồi phong thủy. Có chấm ở đâu có người yêu.
đứa này tức quá, kiểu làm đẹp với nhau mà. Là chấm chưa? Được rồi. Đòi hỏi quá, tức quá. Việt Nam được ăn cơm ta đang ngon luôn rồi. Ủa, xong hết chưa? Ơi đừng nói là phải chơi hết chỗ đó nha. Hết chỗ đó hả em? Oh no. Tối nay cô đi mà nó xéo xéo mà. Không. Đâu? Đâu? Ê, thôi vậy rồi. Rồi, tụi vô đi con. Thôi chơi lại gì? Sao hai đứa mình tệ quá. Vậy là sao? Tại hai đứa làm việc cho nhau. Vậy là thấy. Năm 28 tuổi hả? Anh kể cho nghe. Nó bắt đầu tới khúc... Ví dụ như mày rơi vào hoàn cảnh của anh đi. Ừ. Là tới lúc đó vẫn chưa có bài hit nào dành cho cuộc đời mình. Được đấy, 28 tuổi quá. Thì bắt đầu sẽ bị suy nghĩ là chạy đua với thời gian. Ở sao tìm mình chơi ta? Khủng hoảng tuổi trung niên. Khủng hoảng tuổi trung niên có nghĩa là bắt đầu bị lo lắng, bắt đầu chạy đua với thời gian á. Bắt đầu là kiểu bị rất là dễ buồn nha, rất là dễ tủi thân vì tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng mà dạo đây có những cái sự kiện, những cái chia sẻ về những cái... chỉ đơn giản là những cái... quãng thời gian làm việc và thành tựu của người ta thôi. Và mình tự nhiên cái mình đem hết cái thời gian làm việc mình và thành tựu mình ra thì mình bị thấy tổn thương và mình đúng thấy tủi thân. Cái đó gọi là bị peer pressure đúng không? Bị áp lực đồng trang lứa đúng không? Ừ. Đúng rồi, đúng gọi không? Là áp lực đồng trang lứa. Kiểu vậy. Em nghĩ là không để tới đó đâu, tại vì em bị rồi. Ủa nó nghe tức cơ. Có gì không? Có gì em đặt nó lại. Em phục mình ha luôn á. Sao trong như nào đi? 5 năm nữa hả? Thật ra là bọn em vẫn đang trong cái quá trình cải thiện cái đống tật xấu của em. Em mong là khoảng năm 28 tuổi thì mình sẽ ít tật xấu đi. Hoàn chỉnh hơn phải không? Sẽ hoàn chỉnh hơn. Chỉnh hơn. Rồi 28 tuổi thì có bài hit không? Có bài hit đúng không? Không bài hit có rồi. Không bài hit có rồi. Coi. Xin lỗi. Này nó sao nghe bực mình ghê ha. Tiêu. 28 tuổi thì chắc là cũng gọi là có cho mình một cái căn hộ bé có được bé tầm nghìn mét vuông không? Bé tầm nghìn mét vuông không? Không gì biệt thự bé cỡ nhà vườn có hồ bơi thôi. Rồi chắc là có cho mình một chiếc xe rồi xây dựng được cho bản thân được một cộng đồng fan vững mạnh. Đó thì mong vậy thôi. Ít quá em ha. Tại mấy cái chị chưa làm được không á? Mà chị 29 rồi nè. Ủa? Sao chị khai vậy? Nghe mà bực mình luôn á. Thì ý là kỳ vọng ở bản thân mình vậy thôi. Giống như là khoảng năm em 16 tuổi em cũng kỳ vọng là 20 tuổi thành công á. Trời ơi! Đó. Hay vậy? Wow! Rồi. Ê, nhà này có dông chắc luôn. Em nói cái được liền. Nè. Ê, nhầm đỡ nói cái gì vậy ta? Cho người nắm tay và nói câu lãng mạn. Anh đứng cái dòng rồi đúng rồi nè. Thôi nói chung là từ trước giờ thì mình cũng chỉ chửi Tùng thôi, nên mình dành những câu nói gì đó tình cảm cho Tùng nha. Ê, tôi nghĩ là cái này là vũ trụ sắp đặt á. Thề này đúng có kiểu sắp đặt luôn á. Sao mà có cái mụn ruồi kiểu bà Mai không? Ờ đó. Ê, người ta mình đam mê rồi. Chúng ta sẽ gầy. Sẽ cứ poster mà một lần. Ê nhưng mà thấy pha tiếp hai người nhiều lắm luôn á. Có. Không. Hồi xưa Unify nhiều lắm. Nhưng không phải hai mình thôi. Hồi xưa là bên fan Unify á là có cái trò viết fanfic á biết không? Xong rồi có một cái trang web mà để các bạn up chuyện các bạn viết lên á. Sau đó bạn riết ra viết lên mấy câu chuyện mà đọc vô kiểu trời đất hỡi lắm. Đọc vô kiểu không dám nhìn mặt anh em luôn á. Sao có chuyện đá mắt vào đầu không? Wow. Đừng có lại là chiếc DJ ha. Tay cô gái là múp di chai. Múp bằng nâu này. Ok. Rồi. Gần kê vô, kê vô. Lại là DJ ha. Lại
Đúng chưa? Thử thách hai người này nhìn mắt nhau mà không cười cũng khó đó. Đúng chưa? Tưởng tượng đi, cách tin đi. Hồi xưa hồi xưa đóng phim sao? Thôi thôi thôi, không cười nữa. Hồi xưa đóng phim sao? Lại bạn chuyện không có vậy. Chuyện của anh tử tế lắm. Không có như mày. Cảm ơn trời vì đã cho anh gặp em. Cảm ơn. Cảm ơn em vì đã trao cho anh tình yêu. Anh yêu em. Mẹ sợ không? Ghê quá. Dĩ nhiên bị sợ. Hay quá à. Không có rồi, đồng ý đi, đồng ý đi. Đồng ý đi hai bà. Để tổng luôn á. Ủa, lại nha. Ha. Hay. Quá trời đỉnh. Vô hai cái luôn chứ. Lần suy nhất gần đây của bạn là về chuyện gì? Nhớ coi, tại bữa giờ thằng suy không mà không nghe. Suy là gì? Suy là buồn á. À, suy là buồn á hả? Suy nhất là chắc là mới nãy mình phải. Thấy không mà mình không bao giờ nói là yêu thương nó hết trơn á. Lần suy nhất của mình là mình mình lại kiểu gặp một vài bất đồng quan điểm với người mình thương nhất thế giới này là mẹ mình. Không phải bất đồng quan điểm mà kiểu như là sao ta, kiểu cảm giác như là không nói chuyện được, không có hiểu biết phải nói chuyện như thế nào về cái vấn đề đó đó. Tự nhiên cái hai mẹ con mình đều gặp khó khăn trong cuộc sống, trong công việc. Và vô tình kiểu mình nghĩ là cái lúc đó là ai cũng có những cái bức đức trong người á, cho nên là kiểu rất là dễ bị nhạy cảm và vô tình mình nói những cái điều mình nói ra lại làm cho mẹ mình hiểu khác đi. Thế nên là hai mẹ con có mẹ có giọng thì gia mình hy vọng là một thời gian sau thì sẽ đỡ hơn. Nhưng không phải nói buồn quá. Tiếp tục nha. Hay quá trời, hay đúng á. Đây là một cái học văn ấy. Suy nhất là ngày hôm nay tới đi chơi nè. Suy nhất là ngày hôm nay nè. Tức ghê. Ê cho coi với coi. Là hành động dễ thương với chọc cười hai người còn lại. Hay vì anh không cười. Giờ cái diễn kiến cảm thấy khó bắt cười ghê, cảm thấy cuộc sống mình nhạt nhẽo ghê. Đúng rồi, không có gì ý nghĩa hết trơn á. Ê khó ghê. Biết ngày xưa kiểu hay chụp hình không? Cút thôi. Cút thôi. Không có cười. Sợ quá thấy sợ. Sợ quá thấy sợ. Sợ. Tại người ta không dễ thương bắt ta làm dễ thương sao rồi. Thề luôn. Thề. Dễ thương mà còn mắc cười nữa. Cho bóc thử hát khác. Vậy đi. Okay. Này để dành cho Tùng đi. Ô cái tầm mà kêu là làm cái gì đó mắc cười khó lắm. Thì từ trong ban người không ai làm dễ thương nổi luôn á. Gì vậy? Nhìn coi. Đứng trước cửa và hát to tôi yêu mọi người nhiều lắm. Thôi thì để coi có ai không? Mọi người ơi, tôi yêu mọi người nhiều lắm. Ok. Xin mời người tiếp theo. Đây, tôi quay đó không? Cái bà đó. Một lần nha.
lần. Okay. Hay. Này thử thách đúng không? Câu hỏi. Chọn một trong hai người để có một buổi hẹn hò riêng, mình sẽ chọn ai? Thằng cô đi. Rồi thì tớ ăn hẹn hò riêng với tôi chắc phải từ trước giờ quay rồi. 80 kiếp rồi. Phải hẹn với hẹn hò ăn đi gõ rồi chứ là chị Hương á. Tại vì cô đi thì... cô đi là ăn nhiều quá, cái thứ hai đó là anh em với Giao à. Hẹn hò nhau kỳ lắm. Đây là bị ép buộc thôi, chương trình gà ấy mọi người. Có người thứ ba ngồi đây là chọn rồi. Chị Tiên. Tùng. Sorry Tùng. Có nhiều vậy. Nó không muốn đâu, nhưng mà sợ ô thử thách này lắm nha. Rồi cái gì freestyle này. Theo phong cách freestyle này. Chết rồi. Rap lớp theo phong cách freestyle. Wow. Cái cụm đầu tiên là cái gì? Rap một đoạn rap lớp theo phong cách freestyle. Freestyle về tình yêu á, kiểu gì đó. Yêu em và thương em cầm tay như ngày đó. Ủa freestyle mà. Ủa không được biết chứ hả? Freestyle mà. Freestyle hả? Freestyle phải có chủ đề chứ. Freestyle phải có chủ đề chứ. Trong lớp, lớp đó, tình yêu đó. Tình yêu hả? Cho chủ đề cụ thể đi, tình yêu nó bao hàm quá. Chủ đề bây giờ tỏ tình rap lớp Hương nè. Tỏ tình rap lớp Hương nè. Đó, làm sao đánh... gì à? Gì ta? Cứ đổ được trái tim Hương. Cứ đổ được trái tim Hương. Hôm nay cảm thấy nhớ nhớ sương sương. Rap rồi hả? Ủa? Làm thơ hả? Ê, tôi không nghe rap mà tôi nghe tôi thấy ngại giùm luôn á. Rap phải có biết chứ đúng không? Dạ, nói một cái câu gì đó kiểu như mình nói câu bình thường mà có quan hệ được rồi kiểu vậy. Hương nhìn Hương chứ nhìn anh gì vậy? Anh phải Hương đâu? Hương đừng có chửi Tùng khùng. Nếu Hương thấy trống là Hương nhớ Tùng. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Ê, chị cười nhiều trong câu đó nha. Hương thích được không? Đừng chửi Tùng khùng. Ê, nếu Hương thấy trống là Hương nhớ Tùng. Đúng rồi. Thì cái trống gọi Tùng Tùng đó. Ở đây chơi chữ hả? Đúng rồi, ừ, cũng là rap nhưng mà cái câu sau thì nó rất là hay, nhưng mà tại câu trước hay hơn. Chưa Hương đừng có chửi Tùng khùng. Tại vì câu đó không liên quan. Ê, mà hai câu này nó kiểu nó đi vậy nè. Cái bữa trái vừa phải luôn á. Cuối hay á, cuối hay. Đầu tiên chưa bao giờ con trước lắm. Chống trường thì đánh đùng đùng. Nếu Hương thấy chống thì Hương nhớ Tùng, đúng rồi. Ok, hay. Hay quá. Chơi sẽ mời khách mời ăn lẩu. Ok. Cái phần này được nhất trong chương trình này nè. Xong cái này chạy tay đồ là. Lan Hương mời Tùng qua nhà hút lẩu nha mọi người. Cái gì vậy? Hút lẩu nè. Ok, hôm nay mời mọi người ăn lẩu nha. Thì cái lẩu này là lẩu Thái đặc biệt mà tôi đã dậy từ 3 giờ sáng tôi nấu cho mọi người đó. Bà để từ 3 sáng tới giờ hả? Không, 3 giờ sáng thì dậy đi chợ. Ok. Tưởng nấu xong lúc 3 sáng không để tới giờ. Không, cho nên nguyên liệu cho mẹ tôi. Ok. Thôi ăn rồi nha. Vô nãy mình ăn á, nãy giờ toàn ăn hành không à. Ăn đi mọi người, mời mọi người nha. Ủa sao ăn được bún vậy? Thì ăn hay hai người ăn đi, tôi đi giảm cân mà. Ok. Chứ không phải là tôi không dám ăn đồ ăn tôi nấu đâu. Ok. Đừng có nghĩ vậy. Nào bún thì em ăn thích bình rồi. Ok, ăn bún cho. Ổi lắm rồi. Nhưng mà công nhận Nam ăn nhiều thiệt ha. Tính ra ngoài lớp học lúc nào cũng thấy Nam ăn hết trơn á. Tại ăn mà thứ miếng nhỏ nhỏ. Ăn mà mọi người phải comment dưới video, dưới story luôn. Nam ăn quá trời ăn.
không, đó là một mình ổng thôi. Ừ. Phải thấy cả một hạm đội Unify đi rồi bất ngờ. Ồ vậy hả? Đúng rồi. Trời ơi. Một chiến hạm Unify. Ê. Tính ra cái này là ok nha. Sao vậy? Cái này là bút nước là dễ lắm luôn á. Ủa Hương mang tiền luôn hả? À? Không, tôi ăn cấp binh thôi à. Tôi nhường nước cho bạn đó. Ok. Ngon không? Ngon. Hải sản tươi. Ngon nha. Quá trời tươi này, có cá nè. Cá luôn rồi. Rồi có nè, cá nè. Đủ cá. Nè. Đây là sò điệp nha. Trời ơi, toàn hải sản không. Quá trời ngon. Thơm quá, mùi quá. Ê, lâu lâu ăn lại cái này thấy ngon nha. Thiệt, nước nó cũng ngon nữa. Ê, Nam ăn được cái vị lẩu này rồi, Nam có thấy nó giống giống cái gì không? Cái nước lẩu á. Giống giống cái nước lẩu gì đúng không? Rồi. Anh ăn được cái món này là anh hình dung được là cái câu chuyện Hương đi chợ như thế nào luôn á. Sao vậy? Có biết cái kiểu cảm giác mà mơ trong mơ không? Sao vậy? Là 3 giờ sáng hồi sáng này á, Hương thức dậy không đi chợ, Hương mưa quá trời về nấu, nhưng mà thật ra đó chỉ là mơ thôi. Món này là từ Family Mart ra đúng rồi. Nước lẩu Family Mart ra. Nước lẩu Family Mart đúng rồi. Cục vậy quen rồi. Cái cục sò điệp này là hồi thầy sinh viên tôi là ngày nào tôi cũng ăn luôn á. Hả sao? Ủa biết sao không? Tại hồi xưa lúc mà mình còn đi nhảy á. Là ngày nào tập nhảy về xong là tụi mình ăn cái lẩu này hết. Bảo sao tự nhiên ăn cái lẩu này xong cái để cha bu hả? Kỷ niệm ui về. Hả? Ngon quá. Cái lẩu sáng tôi nấu á, tôi ăn không được, tôi đổ rồi. Tôi ăn không được, tôi đổ rồi. Cái này tôi mua bù vô. Cô đi chia sẻ gì kỷ niệm bữa đi quay MV đi. Cái MV chắc tốn kém dữ lắm ha. Ờ, tốn kém thiệt. Lúc nào nó không muốn hả? Ờ, tốn kém thiệt. Đúng không? Thực ra lúc đầu á, cái MV đó thì sẽ rất là rẻ. Tại vì lúc đầu là anh đạo diễn, anh Phan Lên á, là ekip sẵn ở bên Thái rồi, tại em quay trong vùng bên đó. Xong rồi sẵn dịp thì Unify bay qua thì sẽ đỡ được rất nhiều chi phí của ekip. Thì trong quá trình đó mấy anh em lên kịch bản xong cũng ok, xong anh em chốt qua làm. Thì cái ngày lên sân bay thì mình lấy bách bo của Sơn ra đi chọc kẹo mấy cái hình ảnh ngày xưa nữa, lúc mình trẻ trâu mà. Tính ra xem hình chọc thì không chọc được nữa. Không thể chọc được. Tại vì hình mờ. Hình mờ căm. Đó. Xong rồi mình mới cho anh xem cái số ngày hết hạn là nó hết hạn được tầm 6 tháng rồi. Là Sơn không là mà đang trên xe ra sân bay nha, có nghĩa là tới sân bay luôn rồi. Cái Sơn không qua được. Thế là phải cho Sơn về, xong rồi Sơn tìm cách làm passport nhanh để mà qua. Thì phải xin tiền chi phí ekip ở thêm mấy ngày nữa để Sơn qua. Vé máy bay. Xong rồi trong quá trình mà qua bên đó cũng hồi hộp lắm nha. Tại vì không biết passport của Sơn khi nào làm xong. Chắc xong không, mà ekip thì bên đó cứ đợi thôi. Mà ở lại thì phát sinh. Đúng rồi, lúc đầu mượn cái quán bar, mượn cái quán bar quay cho MV là kiểu mình mượn ở trong tuần mà, để mà quay cho nó dễ. Tuần cuối tuần người ta làm việc, người ta không có cho mình thuê. Sơn qua tới cuối tuần luôn, không thuê được quán bar luôn. Trời ơi. May mà có hỏi người quen, xong rồi mọi người chỉ cho cái quán bar khác để quay. Cũng ổn, cũng tạm được. Thì đó, nói chung là cái lúc đầu là MV nó sẽ khá rẻ. Nhưng sau cái sự kiện nó xảy ra thì nó đã, cái budget nó tăng gấp đôi, như gấp đôi luôn. Và nó chắc là con số thì tới giờ mình cũng chưa có xác định được. Tại vì bữa giờ vẫn chưa dám nhìn vô cái tờ giấy. Gọi là nó gọi tờ giấy mà chi tiêu qua công ty chi cho mình. Không dám nhìn luôn rồi. Không sao đâu, có gì cấn qua cho Sơn trả nợ đi. Còn Tùng thì sao? Tùng có sắp tới Tùng có chuẩn bị ra bài gì không? Thật ra thì em vẫn đang trong một cái, thật ra em sẽ có nhiều giai đoạn. Em sẽ có một giai đoạn là em kiểu em gom em lại để em làm sản phẩm ấy. Thì giai đoạn đó là em sẽ rất là ít kiểu ra ngoài hay là ít xuất hiện ở trên mạng. Thì bây giờ đang là cái giai đoạn đấy. Thì em đang cố gắng để làm cho xong một cái mini album. Là làm cả album luôn, xong mới ra một lúc. Đúng rồi. Là tầm bao nhiêu bài? Mini album tới tầm khoảng 3-4 bài thôi. Bây giờ em làm được mấy bài rồi? Ờ, 2 bài. 2 bài mà bữa giờ chắc nó đang lặng tới cũng mấy tháng rồi đó. Lặng tới cũng mấy tháng rồi đó. 2 tháng mấy chính xác. Em có đêm. Chắc xong album chắc lặng cỡ 5 ha.
em nghĩ em mới đầu là em dự tính là cái album này cho em phải lặn tầm nửa năm á. Ồ. Thực ra là nếu mà người để cái lịch trình Unify thì anh em mà ra bài xong một bài là em lặn mất năm. Thì nếu mà ra album 4 năm bài thì chỉ như 4 năm năm đó. Thì nếu mà ra album 4 năm bài thì chỉ như 4 năm năm đó. Mọi người nhân lên thôi là được. Không. Tại vì mình sợ mình là mình thấy những người anh đi trước của mình rồi. Ừ. Nên là mình mới dành nửa năm để mình làm hẳn một lần 4 bài luôn. Để ra luôn. Xong rồi ra 4 năm đó. Thôi chị Hương thì sao? Chị hả? Chị đâu có ra bài đâu. Chị đâu có ra bài đâu. Mặt đầu mất đó. Vẫn kiểu như mình là nghệ sĩ á, mình sẽ bị làm việc khai mốt á. Đúng rồi. Có một cái thời gian là mình rất là muốn làm, mà có một thời gian mình không có cảm hứng đó, mình không làm được gì hết đó. Kiểu hồi xưa á, nếu mà thời gian mà chị đi quay nhiều á, kiểu một năm chị có thể viết một hai phim luôn, nhưng mà bây giờ là không thể nào mà đặt ủa, ngồi viết phim luôn hả? Ờ, viết kịch bản. Ghê vậy? Tự viết kịch đúng không? Đúng rồi, tự viết tự đóng. Đúng rồi, tự viết tự đóng. Thế nhưng mà tự bỏ tiền ra, tự viết tự đóng. Ghê vậy ta? Tại vì mình thích, như là mình thích đưa những cái mà mình thích lên trên cho mọi người xem. Tại vì khi mà mình làm một bộ phim theo ý của mình á, nó sẽ có những cái tâm đắc riêng của mình mà người ta coi, người ta coi câu chuyện của mình. Với lại mình đóng luôn cả phim của mình thì mình sẽ diễn được nó họ trọn vẹn cái nhân vật của mình hơn. Thì ví dụ người ta đưa cho mình một kịch bản nhiều khi mình không có hiểu, nhưng mà mình suy nghĩ ra được một cái nhân vật riêng của mình á, thì nó mình thể hiện nó ra nó sẽ hay hơn. Nên thường là đa phần là Hương hay làm mấy cái phim trên YouTube á. Nói không biết luôn á, không biết là Hương có thể tự viết không thì không biết á. Thì tại vì hồi xưa làm thôi chứ gần đây cũng không có làm, cho nên là chắc cũng nhiều bạn không biết. Mà hồi trước thì viết có viết cả series luôn. Hồi trước Hương làm được 2 series cũng view cũng ok, view cũng ổn á. Có một cái series nha, xong Hương viết cái kết nha. Từ như là mấy tập đầu á, khoảng chừng một tập khoảng chừng 1000 comment thôi, tập cuối 5000 comment luôn. Vậy? Chửi quá trời chửi. Ủa? Chửi quá trời chửi. Ủa sao vậy? Kêu là đề nghị chị Hương làm lại cái kết. Cái kết này em không chịu đâu. Là vậy nè. Sẽ ending hả? Sẽ ending nó kỳ lắm. Xong kiểu tôi viết cho hai nam chính và nữ chính đang kiểu như đấy rất là happy, kiểu dễ thương á. Xong cái khúc đó tôi bị chết, tôi bị ý tưởng. Xong mọi người cũng hối là bây giờ muốn kết nhanh á, tại vì hết chi phí sản xuất á. Cái tôi cho nam chính nữ chính là anh em luôn. Anh em thất lạc. Xong người ta coi người ta tức. Tức là tức nha. Ừ. Tức á. Khó chịu quá. Ừ. Xong kiểu coi người ta cọc đi, ta chửi quá thì chửi luôn. Đó, tập đó thì trộm biết là rồi comment nhiều nhưng mà ít view. Kiểu mọi người coi mọi người tức không có thèm coi lại, nhưng mà tập đó mấy tập đầu thì nhiều, tới tập đó thì không coi nhưng mà ta comment ta chửi nhiều lắm. Đó thì đó, kiểu vậy. Thì nhưng mà dạo này thực sự là không có hứng á. Tại vì làm phim mới có hứng. Làm phim là phải có một cái câu chuyện của mình, xong mà mình đưa lên trên đó thì nó sẽ hay hơn. Đúng. Giống như làm nhạc vậy đó. Ừ, đúng rồi, giống viết nhạc á. Cái hứng của mình làm nhạc nó khó chịu lắm. Nó kiểu như là khi mà ví dụ mình đi đâu không biết nào, nó cảm giác này nha. Như mình đi đâu xa, đi du lịch đi. Mà trong cái lúc mà không có gì để làm á, ví dụ không có máy tính, không có máy tính để thu âm, không có đàn để hát, không có gì để làm á. Trời, cảm hứng nhiều lắm mọi người. Cảm hứng điên luôn. Lúc mà ngồi trước dàn máy không có mẹ gì. Lúc mà ngồi trước dàn máy không có mẹ gì. Đúng rồi, thì y chang luôn. Tôi làm kịch bản cũng vậy đó. Tôi ngồi tôi hả, tôi nói sáng nay phải dậy sớm nha, ăn sáng xong ngồi làm nha, không mở máy tính lên nhìn, xong ngồi lướt TikTok. Nhưng mà có nghĩa là kịch bản sẽ đến những cái lúc mà mình vô tình thôi. Giống như đúng là rồi, đúng rồi, mình chỉ cần ngồi lên xe của ông rap đi rap bài, không có bấm điện thoại được. Thế là bắt đầu ngồi suy nghĩ thì mà mình nghĩ thì mình mới ra câu chuyện. Xong mình về mình viết một chút xíu là xong luôn. Có nghĩa là nó sẽ đến là những cái lúc bất chợt. Tại vì hồi đó là tôi làm cái kịch bản phim kiểu làm về xe ôm á. Sau tôi ngồi trên xe tôi suy nghĩ là hay là mình làm một câu chuyện về xe ôm ta. Thế là tôi biết cho nam chính chạy xe ôm gặp nữ chính. Kiểu vậy. Nó giống như nó đến những lúc mà mình không cầm điện thoại á. Nói chung là vậy. Đúng mình rồi. Không có những cái thiết bị điện tử á. Nào để khắc phục mấy trường hợp đó không ta? Không được đúng không? Không được. À, tôi biết á, tôi có đọc một cuốn sách đó là có những người ta chỉ những bí quyết của người thành công á. Là giống như là sẽ có những một ngày những người thành công mà sẽ dành 30 phút để rút mình trong một cái phòng mà không có một cái thiết bị điện tử nào hết. Người ta sẽ chỉ ngồi yên trong cái phòng đó và người ta suy nghĩ thôi. Đúng, người ta thiền 30 phút đó thì người ta sẽ nghĩ ra được những cái idea gì đó. Nhưng mà tôi thấy nó rất là không được cho nên thôi tôi chưa thử bao giờ. Khó thật sự. Trời
Vô nha. No rồi phải không? Nhờ nhậu đi. Ngon hả nhậu? Có khúc này luôn hả? Xong. Ok rồi, bây giờ tới khúc mà mình sẽ ăn uống xong rồi. Thì mình ăn xong rồi mình sẽ gọi là ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng. Ừ, có nghĩa là mình ăn rồi thì mình phải trả miếng. Mình sẽ thực hiện một cái thử thách, đó là quay TikTok. TikTok thì mình quay TikTok thôi. Ok, mình quay nha. Ê, đứng nghe nè. Nghe nói là sắp tới cô Đì chuẩn bị ra mười mấy hai chục bài gì mới đúng không? Mười mấy hai chục bài. Đâu, nói chung là cô không thảo chuẩn bị, đang dự tính coi xem là thời điểm thích hợp hay không. Nhưng mà đã có dự án ấp ủ rồi thì hy vọng là sẽ có thể kiểu như là chọn được thời điểm thích hợp để mà trình làng. Đấy, như thế. Hy vọng mọi người sẽ đón chờ ủng hộ. Chị cô đi nằm bỏ official. Nhưng mà có cơ nhân tiện chưa ra bài mới thì mọi người nhớ lên coi bài Nó Không Muốn và bài Nguyên Trong Lòng. Bài Áo Thực Đấy, xong rồi bài Tình Là, xong rồi bài bài của Minty tên gì ta? Sẽ có người tốt hơn như người thân anh. Đói bài rồi. Sẽ có người tốt hơn. Ừ, sẽ có người tốt hơn. Phải bạn không trời. Không nhớ tên bài người ta luôn á. Đúng rồi. Sẽ có người tốt hơn. Đó. À, rồi mình sẽ quay TikTok bài của cô đi. Ok. Mình quay nha. Không muốn. Chị đi máy ngay cái khúc dạ, trước cái chữ dạ xíu. Phải nhìn vô máy trước bà. Nhìn máy trước hả? Ừ, mà phải đi dạ, em có chồng rồi, đừng có đâu là anh, phải nhìn vô, phải cô đi, phải nhìn vô máy. Ok. Rất là khó hiểu thật sự. Tôi thấy đổi này thôi là chút bước rồi đó, chưa tính là phải đẹp nữa nha. Đẹp. Ý là đổi cái này mà con gái làm là phải đi là chỉnh chu kỹ luôn á. Không, con gái đổi là đẹp à, thì ông đổi mới xấu. Con gái đổi là đẹp à, thì ông đổi mới xấu. Vậy hả, sao vậy? Rồi. Anh quên rồi, quên rồi, quên rồi. Trời ơi, nhảy mệt quá. Nhảy đâu? Ừ. Đâu mà nhảy. Quên. Có nhảy. Ừ. Ôi, không sao, không chưa? Bây giờ sao? Bây giờ sao? Bây giờ á thì mình sẽ có một cái bộ phim ngắn. Phim cực ngắn. À, là chiếu lên cho người coi hả? Không thì mình đóng cho người ta coi. Ừ, đúng rồi. Thì cái bộ phim này nội dung thì rất là kiểu drama. Là nói chung là chàng trai là bạn thanh mai trúc mã của cô gái, đã thầm thích cô gái từ lâu. Nhưng cô gái không hề hay biết và đem lòng crush một chàng trai khác. Hôm nay cô gái quyết định tỏ tình với crush. Thì chàng trai quyết định bày tỏ với cô gái. Cùng lúc này crush cũng thừa nhận là có tình cảm với cô gái. Mà tôi chưa có hiểu cái đề lắm luôn á. Hiểu không? Có nghĩa là gì nè? Chàng trai thanh mai trúc mã cô gái, ok, đã thầm thích cô gái lê. Mà không hề biết cô đem, mà không hề biết cô gái còn đem lòng chàng trai khác. Giải thích ABC này dễ hiểu hơn á. Hôm nay cô gái quyết định tỏ tình với crush, thì chàng trai quyết định bày tỏ cô gái. À, hiểu rồi, là nhỏ này tính tỏ tình với thằng này, xong rồi thằng này cũng quyết định tỏ tình với thằng này luôn. Nói chung là câu chuyện này nó là cục câu chuyện drama. Bây giờ mình bốc thăm, mình chọn nhân vật. Thì đó có thể là hai người sẽ biết đâu bà là, tôi thấy bà là có hợp lắm á. Hợp đi. Rồi bà bóc trước đi. Thôi, tôi sẽ coi cuối cùng. Không được lựa chọn luôn. Bóc thăm là được lựa chọn rồi đó. Nhìn chưa đi. Nữ. Ủa, nữ mới động tóc hả? Ừ, đẹp không? Đẹp ấy trời, đẹp luôn á. Bữa nay nhìn nữ xinh quá ha. Đã giờ rồi. Nữ ăn cơm chưa? Nhưng mà mình có thể nào mà mình hỏi những câu gì đó mà mình có sử dụng não được không? Ok. Nữ ăn cơm với rau hay là ăn không ăn với rau? Nữ ăn rau có chấm nước mắm không? Tôi chấm nước tương. Rau luộc hay rau xào? Sao quan tâm dữ vậy? Tôi quan tâm nữ đó giờ mà. Ừ. Chờ tôi xíu, tôi đang nhắn tin cho anh Tùng.
Nữ, nữ dễ thương quá à. Tôi biết mà, bởi vậy anh Tùng chắc sẽ thương tôi lắm. Nữ, nữ đừng có nói chuyện với Tùng nữa. Tùng không phải là người đàn ông tốt đâu. Tôi hôm bữa tôi thấy Tùng nó chát mấy người lận đó. Này đừng có nói anh Tùng vậy nha. Tôi thấy rõ ràng, nữ phải tin tôi. Không, tôi không nghĩ anh Tùng vậy đâu. Tôi thấy Tùng tốt lắm. Anh Tùng còn cụm mấy cái nơi trên đầu mà làm sao mà chát mấy bạn nữ được. Chát đi chát bạn nam thôi chứ. Chát mấy bạn nữ được, chát đi chát bạn nam thôi chứ. Bà phải tin tôi. Tôi biết tôi là đàn ông, tôi biết. Bà là con gái mà biết cái gì. Nói vậy thôi chứ thiệt ra nè, bà biết không, những cái thằng mà kiểu như là hả, mày đặt ngầu lòi với nó là hả, chấp bó chứ cái tôi, good boy. Mấy anh bad bad mới vui, hiện quá không thiết. À, nhưng mà bad boy không có good. Good boy no fun. Good boy no fun. Good boy không có fun. À, nhưng mà tôi thôi mà tôi nhắn tin với anh Tùng tức quá. Tôi cái gì nói nhiều quá, nói nhiều quan tâm người ta mà không sử dụng não gì hết trơn à. Đó thấy chưa, bà hẹn anh Tùng của bà mà anh Tùng bà vô đâu, chỉ có mình tôi đi thôi à, mình tôi đi đợi nữ thôi à. Anh tới giờ đó. Nữ ơi, mấy giờ ta? Ê anh Tùng, anh Tùng xuống đây ngồi đi anh Tùng. Anh Tùng ngồi đi, ngồi bên này nè, ngồi bên này nè. Ngồi đâu mà ngồi chiên chiên giống hiểu luôn á. Ủa, trời sao, ơi sao ai xuống em đi để cái tóc chi ghê vậy nữ. Trời ơi sao mày nói nữ của tao thi ghê. Đâu nhìn cái tóc nhìn để thi ghê quá trời, ai xuống đi nhuộm tóc. Trời ơi cái mặt nó đẹp đi, trời ơi nhìn nè, nhìn mặt kìa da trắng bóng luôn. Nhưng mà sao tóc em bình thường em không để, tự nhiên em nhuộm. Nữ nhuộm tóc gì tao đó. Thì hả? Mày hiểu không, tao kêu là nữ để tóc màu này đẹp. Ngày hôm nay rất là quan trọng, ngày quan trọng đó với nữ, cho nên là nữ quyết định nhuộm tóc để mà nữ nói ra cái dạ, hả, tâm nữ tư của mình. Nữ nói đi, tôi đợi nãy giờ đó, Hưng đợi nãy giờ đó nữ. Đừng có sợ lắm. Trời ơi, khoái. Sợ thiệt sự. Nữ mình nít cục hả? Nữ mình nít cục hả? Không có, nữ mắt nữ e ngại. À e ngại hả? E ngại. Tưởng cổ họng có đờm. Sao nói đi, cái gì vậy? Để nói nè. Thì đó im ấy, để cho người ta nói. Nữ chuẩn bị cái. Nói đi nữ. Nữ nói anh nghe nè. Cái tiếng hơi nhiều đờm á. Ừ. Nữ chuẩn bị. Ừ. Thôi để nói nha. Ờ. Thì ra nữ. Trời ơi. Ê, mình đặt tên con lại gì bây giờ? Bình tĩnh. Thì ra là nữ. Ê, nữ cho tôi một cái tên đi. Nữ chưa có nói xong. Để người ta nói xong đi, nhảy vô miệng người ta hoài vậy. Ê, mình đãi mấy bạn. Không biết đám cưới đâu được ta. Ra là nữ thích anh Tùng. Nữ thích anh Tùng. Nữ thích anh Tùng lâu lắm rồi. Từ ngày đầu tiên nữ gặp anh Tùng, cái sự bad boy chết chơi của anh Tùng là nữ chịu không nổi rồi. Oh no. Nữ làm cháp nữ đi anh Tùng ơi. Nữ làm cháp nữ đi anh Tùng ơi. Anh Tùng ơi, cháp nữ đi anh Tùng. Nữ là sao mà nói vậy? Em biết là em nói vậy người ta sẽ nghĩ anh đánh giá mà anh là con người như thế nào. Anh cũng có tình cảm với em mà. Trời ơi. Anh cũng có tình cảm với em mà. Trời ơi anh Tùng ơi. Tại sao em nói anh đi ra đi. Anh đi ra đi. Thôi kể đi Tùng. Thôi kể đi. Thôi kể đi. Đi ổn được. Đi ổn gì đâu. Rồi. Được rồi đó. Thôi mất cười. Tiểu hả? Bả là cắt hết nửa cái bộ phim này rồi. Tại bả gấp. Mọi người ơi, tới đây thì mình cũng đã thăm xong nhà rồi. Ừ. Mình sẽ trả lại sự bình yên cho cái ngôi nhà này. Bằng cách là... À là bây giờ bị đuổi đúng không? Bây giờ bị đuổi đó, bây giờ bị đuổi đúng không? Ấy, thì ra là cũng muốn nó dài hơn nhưng mà biết sao không? Bên chương trình thì nó chỉ có thời lượng có hạn. Ồ, đó. Biên tập còn phải đi nhậu nữa, biên tập trễ giờ rồi. Cho nên là mình phải thay xong sớm, chứ thật ra mình còn nói chuyện nhiều nữa.
Nói như vậy là bữa sau hình phạt nặng lắm. Mà như không có bữa sau đúng không? Mà như không có bữa sau đúng không? Rồi thì xin mời Tùng và cô Đì sẽ kiểu chia sẻ cảm nghĩ. Ngày hôm nay thì mình rất vui khi sang nhà Hương, thì mình cảm thấy nhà Hương rất là đẹp. Có vui không? Và vui luôn, có cái tivi quá đã luôn, quay tới quay lui bán cho sức độ luôn. Thôi lấy về đi. Thôi lấy về đi. Không có sáo đâu nha. Không có sáo đâu. Thế nhưng mà gỡ được thì cứ lấy. Sợ gỡ không được thôi. Thôi nhưng mà hôm nay sang chơi game thì cũng chơi có những cái game rất là vui, và cũng có những cái câu hỏi để cho mình được trải lòng nè. Xong rồi cũng có cái game mà tiêu phẩm sầm sàm. Hy vọng là cái tiêu phẩm của tụi mình có thể cho các bạn nghe đang cười vui thôi. Các bạn đừng đánh giá gì nhiều quá. Tại cái này là thằng em mình nó khó chịu thôi, mọi người đừng đánh giá nghe. Chuyện sao nói. Ơi, Tùng ơi. Tùng. Xe đồ bé khó đó đúng không? Ừ. Em giống Nam. Cái gì vậy anh ơi? Wow. Trời ơi, 10 nói điểm. Nói hết rồi, vậy còn gì để nói? 10 điểm, không có nhân nha. Nhân riêng đi. Cho nhân riêng hả? Thôi giờ mình chia đi, nãy khen quá trời, đây là rõ ràng là Thảo Mai. Thì cái là trong đầu đang có những cái từ rất là kiểu ấy lắm, nhưng mà hết nãy chương trình. Chê nãy nói rồi, qua bạn bị ăn hành quá đó. Đó là chê rồi hả? Ừ, đó là chê rồi hả? Ừ, Tùng chê đi. Tùng chê đi Tùng. Sao đâu khúc này bị chê, không. Về xem sao tắt tiếng rồi. Cũng chê gì lắm. Nếu mà lần sau mà có mời mình, đấy là nếu mà có duyên mời mình á, thì cho mình ăn cái lỗ hàng khắc thiệt. Ê đúng rồi, nhắc vụ chê mới nhớ. Bị lừa dối. Sao vậy? Bị lừa dối vụ có quả lẩu đó. Kêu đi chợ nấu cho người ta ăn, xong bị người ta phát hiện là cái lẩu. Rồi hai bà lừa tôi sao? Tôi tưởng có quà thiệt cứ mở ra ông nội này. Có quà thiệt cứ mở ra ông nội này. Quà đó đi ra quý quà đó. Thôi khỏi. Giữ lại luôn. À quên tính chê rồi, nhưng mà quên đang quay chương trình. Không chê. Không chê. Mà từ chối nhận. Từ chối nhận. Từ ok. Từ chối nhận. Từ chối nhận. Thôi, bạn thêm tuần về nha. Ngày hôm nay mình sẽ được tụi ba tiếp, khi nào tụi đừng nhận nghe thôi. Không. Đừng buồn nha. Rồi thôi bây giờ tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.